festival nông nghiệp Kiên Giang năm 2017 tổ chức vào ngày 5 tới ngày 11 tháng 10 năm 2017. Đây là công ty chuẩn bị cái quan được tổ chức tại quảng trường nhà Quang Khải của thành phố Rạch Giá. Đây là quảng trường nhà Quang Khải. Phía bên kia là bảo hiểm xã hội, phía bên kia là Quốc Thái của tạo làm rất là công phu. Các gian hàng như là nước mắm Trung Quốc.
Gia đình đồ và có
và cũng là một trong những đơn vị đầu tiên của năm 2017. Các đồ gỗ là chủ yếu, ghế, chủ gỗ, bàn gỗ, rất là nhiều đồ gỗ. Phát triển phong trào này trên toàn bộ thành phố Đà Nẵng chúng ta. Đây là một trong những cái đây là những yếu tố rất là quan trọng. Tay phải. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Nhân dân phường. Chú ý là đồng. Rất là nhiều đồng. Đây là luôn. Cũng đã trao tặng học bổng trị giá 100.000 đồng cho mọi người luôn ạ.